Ui, cái tên, tên gì ai? He-Man hả? Ui, ăn ta như đem phá khu vực này á. Ê, cái tên đó là đem phá khu vực này á. Cái đầu tên đó kìa. Hình như ăn ta bị cái gì á. Cái ghê quá vậy. Ê, cái tên đó hình như hắn tự thí nghiệm lên cơ thể á, bây giờ hắn mạnh lắm. Hắn đã phá hết cái căn cứ của Spider-Man rồi. Cái gì phá hết luôn á, nhưng mà mọi người có sao không vậy? Hình á là hả, mấy cái Spider-Man khác đã đi trốn ở chỗ khác rồi. Cái căn cứ đó giờ trống không à. Ủa, hên quá vậy. Vậy thì cũng được rồi. Nhưng mà ngươi cũng phải giúp ta đi. Ủa, bởi vì hả, vậy? Căn cứ đó là cái nơi ngôi nhà duy nhất của chúng ta. Bây giờ mất đi rồi, chúng ta ở đâu? Ồ, vậy á, được rồi, được rồi. Để mình sẽ nhờ sự giúp đỡ của những người khác á bạn ha. Thì mình sẽ đi nhờ những người khác giúp đỡ đó nào. Ôi, trời ơi, bay quá. Ở dưới là ngon lắm. Ôi, ai da, chạy đi. Ôi, trời ơi, chạy mình nè. Ôi, nó chỉ chạy nha. Trời ơi, trời ơi, quá. Ta cứ mà lắm không rồi, người bên kia chạy đi. Sợ của TV Man nè, anh TV Man ơi. Ủa, anh có không anh ơi? Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy? Anh ơi, giúp em với. Hiện tại căn cứ của Spider-Man đang bị tấn công á, anh có thể có ai đó giúp đỡ được em không? Gì? Căn cứ Spider-Man sao? Nhưng mà hiện tại căn cứ TV Man của bọn anh đang mẫn hết trơn rồi, không có thể nào giúp cho em được. À mà đúng rồi, có TV của mình đó, TV mình có thể giúp cho em đó. Ủa mẹ, được rồi, cảm ơn anh. À, chị TV mình đang ở khu vực kho bên kia kìa, em phải chạy qua đó đi. Dạ, cảm ơn anh nha. Đi thôi bên đây này, Spider-Man. Ê, nhưng mà sao ngươi lại nhờ TV Woman, ngươi tính làm cái gì vậy? Tự nhiên ta tính làm gọi là sự kết hợp rồi, đó chính là TV Woman với camera Woman, hiểu chưa? Rồi thì à, ngươi đứng ở ngoài đây, ngươi đợi đi. Chúng ta vô kêu à, chị à, TV à, coi cho coi như thế nào. Dạ thì mình sẽ đi kêu chị TV Woman đó, chị TV Woman ơi. Chị đâu rồi? Cái gì đó? Ai kêu tôi vậy? Ui, chị nè, chị ơi, giúp đỡ em ơi. Chị, có vụ gì vậy em? Căn cứ của Spider-Man đang bị tấn công và em cần chị giúp chị ơi. Vậy sao? Được rồi, chị sẽ giúp em. Ồ, cảm ơn chị nhiều nha. Yeah, mình đã có sự giúp đỡ của TV Woman rồi. Giờ thì đi qua trụ sở của camera man thôi nào. Nhanh lên, nhanh lên. Chị ơi, đi nè chị ơi. Đi thôi nào. Giờ thì mình sẽ ra, mình sẽ nói Spider-Man kia trước đó. Spider-Man ơi, hiện tại ông cứ ở đây mà nghỉ ngơi đi, để tôi đi giải quyết chuyện này giúp ông cho. Ơi, vậy hả? Vậy thì cảm ơn người trước nha, ta nhờ cả vào vui đó. À, vậy hả? Không có gì đâu. Giờ đi nhanh thôi chị TV Woman ơi, qua trụ sở của camera man thôi nào. Thôi được rồi, chúng ta mau đi kiếm và chị gọi là camera thôi mà dần kết hợp. Trời ơi, đúng rồi, nên đi đây rồi. Đúng rồi, quỷ cái dây gì gọi là cái giọng nói của chị TV luôn rồi. Thôi, đi nhanh lên, nhanh lên. Trời, trụ sở camera me đây, trời, tao bị phá banh chành luôn rồi trời. Chị camera đâu rồi ta? Ê, chị camera kìa. Ô, hello chị, hôm nay em muốn nhờ chị giúp đỡ nè. Hả, giúp đỡ cái gì cơ? Căn cứ của Spider-Man đang bị tấn công á, nên em muốn nhờ sức mạnh của chị. Cái gì? Nhưng mà hiện tại chị đang khá là bận. Căn cứ của cameraman cũng đang bị phá hủy khá là nặng nề, nên chị cần phải ở đây, chị không đi được. Cái gì? Nhưng mà căn cứ của Spider-Man đang bị G-Man phá hủy kìa. Nếu như chúng ta không ngăn chặn tên đó lại á, thì có thể hắn ta sẽ quay lại phá hủy căn cứ của chúng ta tiếp á. Ờ, vậy hả? Vậy việc này chị sẽ giao lại cho cameraman thôi. Rồi bây giờ chúng ta cùng đi nào. Vậy á, yeah, đã có được hai người rồi. Giờ thì đi về chỗ nhà mình và kết hợp hai người lại lại được. Nhanh lên, đi theo em nè. Ủa, đi rồi, yeah, đi thôi. Yeah, có được hai người rồi. Đi thôi, nhanh lên mọi người. Đường này về ơi. Nhà em nè. Ủa, hình như kìa? Là chị thấy đằng trước có con gì kìa. Con gì nè, con gì? Ui, đi toilet. Hình như nó đứt. Ôi, đau quá vậy. Nó chặn đầu bọn mình rồi. Hả? Bọn chúng để chị lo cho. Ủa, vậy hả chị, cẩn thận nha. Ủa, Kimmy đi kìa, biến đi. Bọn ta sẽ đánh bại cả người. Ôi. À, bọn camera man kia, bọn mày tới sao? Chính ta sẽ tiêu diệt bọn mày. Đừng hòng mà trốn thoát. Anh em đâu, xông lên, giết bọn chúng. Cẩn thận đó chị ơi.
ui, đúng rồi, tiêu diệt đi. Bạn Lan, cẩn thận nha. Ôi, con trời ơi, một đứa kìa, ai nó đi tiến tới cho em kìa. Ai, để em phụ chị. Mày ra. Ui, con này đau quá à, nó tiêu diệt mình kìa. Nhanh lên. Chết rồi. Ui, còn cái cuối kìa. Thôi, anh em của ta bị tiêu diệt hết trơn rồi. Giờ tới phiên ta đây, ta giết cửa cái đường ra đầm đôi. Còn con cuối kìa, chị ơi, tiêu diệt con ơi. Đúng rồi. Thắng rồi. Giờ thì mau chóng về nhà em thôi. Để kết hợp hai người vô chứ. Nhà em cũng gần đây lắm. Nhanh lên. Đúng vậy. Nhanh lên hai chị ơi. TV camera quá mình ơi. Nhanh lên. Ôi giỏi đây. Xuống hầm nè. Mình sẽ kết hợp hai người này lại với nhau để coi em sẽ ngầu tới cỡ nào á. Đi rồi. Tới rồi đây. Rồi mỗi người chui vô một bên đi. Nhanh lên. Rồi chị bên này nha. Rồi. Giờ bắt đầu lấy ADN của hai người này và kết hợp lại với nhau thôi. Đó, điều chỉnh. Wow, họ đang bắt đầu lấy ADN rồi kìa. Được rồi. Đương nhiên rồi, tại vì đây là sự kết hợp của chị với lại camera của mình mà. Bây giờ thì đi tìm bọn Skibidi xử tụi nó đi. Đúng rồi, mau đi tìm bọn Skibidi thôi. Ui, ngầu ghê quá, có ai súng hai bên chơi đuổi luôn kìa. Ôi, đi nhanh nào. Xử bọn G-Man đó thôi, nhanh lên. Tới rồi đây, ơi, tên G-Man kia kìa. Cả người muốn đánh đạt đến nộp mạng sao? Ta tới đây để đuổi người đi với nộp mạng cái gì chứ. Chị TV quá mình, cảm ơn quá mình ơi. Tiêu diệt tới đây. Được. Thì ra là như vậy rồi, chết nè. Ôi, chừng mình ấm cầu quá ấm nè. Ôi, đây kia, chở lại đây cho ta. Ôi, chị đó chém một cái đường gì mạnh lắm kìa. Ôi, đây là của ta, xem tới đây. Wow, để mình xem qua nó xem thử được. Chở qua đây nè. Chết nè, chết. Ôi, đây là người ta, ta là G-Man, ta là bất tử. Wow, trời mấy đó đánh nhau kìa bạn. Ôi quá trời luôn kìa, coi chừng cái gì. Ôi trời, cái mấy bị lộn. Thôi rồi, lại vào đây, trả cho ta cái đôi này đây. Ôi, không bao giờ đừng cho bóng chơi. Mình leo lên tới cây chỗ này là để coi hai người này đánh nhau nè. Ôi cái tên này, anh ta bị người lên đây gì kìa. Ôi, đúng rồi, tiêu diệt anh đi. Ôi, trời nổ kìa. Ôi, to quá vậy. Ôi, mấy cái này, wow. Ôi, cái cây rượu. Tiêu diệt hắn ta đi chị ơi, tên đó kìa, nhanh lên. Ôi, những người không có tập mạnh kìa chứ. Wow, chém hắn ra đúng rồi. Bắn hắn ta đi. Ôi, mạnh quá vậy. Ôi, có lên. Ôi, có chừng quá. Ôi, coi chừng đánh đầu một cái mình đi theo luôn á. Mày ấy lại đó, ngay hôm sau tao quay lại thì bỏ mày xin chứ. Ôi, hắn ta bỏ chạy kìa. Ôi, hắn ta bỏ chạy rồi kìa. Trời ơi, tên này hèn thì chứ. Ôi, đi xuống. Ủa, xuống. Ôi, chị có sao không vậy? Chị không sao hết. Nhưng mà hả, cái chỗ căn cứ này tan hoang hết trơn rồi. Em mau kêu Speakerman quay lại sửa chữa chỗ này đi. Được rồi, để em kêu mấy người đó tới đây để sửa lại khu này cho. Trời ơi, nó tan hoang hết trơn rồi. Ủa, có gì đây? Tắt mấy đồ. Ý, cái gì vậy? Các bạn nhìn nè. Bí mật của Speakerman. Ôi, hình như đây chính là bản đồ dẫn tới hầm bí mật của Speakerman nè. Mày tò mò rồi nha. Được rồi, nhưng mà mình sẽ tìm hiểu cái này trong video đợt sau đi. Giờ thì đi và kêu mấy anh đó tới sửa chữa khu này cũng được. Và mình sẽ giấu tấm bản đồ đi luôn. Giờ đi thôi nào. Có bạn nào tò mò về gia đình của mình không? Nếu như tò mò, hãy bấm qua video bên cạnh của mình nha. Để coi gia đình mình khi tới thăm làng sẽ có chuyện gì sẽ xảy ra. Giờ thì mình sẽ đi qua bên video đó đây.